Tử vi tuổi Dần tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm Dần. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm Dần ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn bản thân mình sẽ gặp được rất nhiều những may mắn, thành công. Và đồng thời đó là chúng ta làm công việc gì cũng được thuận buồm, xuôi gió. Gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, không cần phải lo nghĩ gì quá nhiều. Bên cạnh đó thì con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng trên thực tế thì điều đó đôi khi lại là một mong ước xa vời đối với một số người. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Và cũng có những người thì mặc dù là kinh tế của họ rất dư giả quý vị ạ, nhưng họ lại không có được hạnh phúc trọn vẹn. Và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay, 30 tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những quý gia chủ tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch này. Vậy thì trong tháng 4 âm lịch này, công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và thưa quý vị, đặc biệt đó chính là trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 4 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những biến chuyển ra sao trong tháng 4 âm lịch năm 2022? Vậy thì để có thể nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho quý gia chủ tuổi Dần tháng 4 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen. Dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi, nhưng mặt tốt là có sự đổi mới mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Dần phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài, các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do hung tinh đem lại. Tiêu biểu, đó chính là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, mọi thứ mới được ổn định. Trong tháng này, cần phải cẩn thận khi hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình và nghiêm trọng thì hao tổn cả về danh dự và tiền bạc. Năm nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, thách thức và cơ hội luôn song hành với nhau, cho nên người tuổi Dần vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ và chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt,
vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 4 năm 2022 cho quý gia chủ tuổi Dần trên phương diện sức khỏe không được tốt. Sức khỏe giảm sút nhiều so với năm 2021, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh là do suy nghĩ nhiều vì áp lực công việc mà ra, đau nhức đầu, giảm sút thị lực. Cần phải tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc, mọi nơi nếu có thể, đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong tháng này, nam nữ tuổi Dần có hạn về xe cộ, chính vì thế khi xuất hành đi ra ngoài nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần, hung tinh luôn thường trực. Các quý gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét phương diện tình duyên gia đạo của quý gia chủ tuổi Dần trong tháng này không được như ý. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực công việc, cuộc sống. Cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc đã nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh gây ảnh hưởng khiến suy nghĩ bị bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người như ý. Dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động và nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình và cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ, khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Theo góc nhìn tử vi của tuổi Giáp Dần năm 2022, tháng này vận khí của người cầm tinh con hổ sinh năm 1974 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt nam mệnh cần phải tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không thì sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay và nhất là không nên đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Trong tháng này, tử vi của người tuổi Bính Dần rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định, đặc biệt là nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không muốn đấu tranh vì quyền lợi của mình cho nên dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Người tuổi Dần đang tìm việc làm thì tháng này không phải là thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của nên cần phải thận trọng trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, gây ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp, nhưng chi phí sinh hoạt lại cao mỗi ngày cho nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tổng quan tháng 4 năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch.
tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!